Tôi tiến hành test một chiếc âm ni và một cặp loa Buxell cho anh Hưng ở Ninh Bình. Chiếc âm ni tôi sử dụng ở đây thuộc dòng âm ni đời mới kỹ thuật số model M98E Pro của hãng Suka Audio. Quý vị có thể thấy một chiếc âm ni vô cùng nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Và cặp âm ni này tuy nhỏ nhưng có võ, có thể kéo được cặp loa bass 20 thậm chí là bass 25 với công suất mỗi kênh là 160W và hỗ trợ trở kháng từ 4 cho đến 8 ohm quý vị và các bạn nhé. Và có Bluetooth, có đọc trực tiếp được cổng USB để chỉnh bass chép và tăng giảm âm lượng. Đây là nút gạt bật tắt nguồn. Ok, giờ tôi sẽ tiến hành test quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ cắm cái dây nguồn, cục adapter cắm điện trực tiếp điện lưới của chúng ta nhé, cục adapter đi kèm. Đây, cắm vào cái adapter này giống cái adapter của máy tính, chúng ta sẽ cắm vào. Ok. Rồi, tiếp theo là cắm dây loa vào. Dây loa tôi sẽ cắm rắc vào đây, rất là êm. Cắm rắc bắp chuối hoặc là kẹp vào nhá. Loa trái, loa phải. Đấy. Quý vị có thể bắt Bluetooth nhá. Bluetooth rất là tiện này. Rồi. Cuối cùng là chúng ta sẽ cắm cái dây nguồn nhạc vào. Nguồn nhạc có thể lấy trên TV, tôi lấy nguồn nhạc trên TV và hoặc là lấy nguồn nhạc trên điện thoại hoặc là máy tính nhá. Tiếp theo, trước khi bật công tắc lên chúng ta sẽ cho nhỏ âm lượng lại. Bật công tắc lên. Chúng ta cắm AV thì bật vào AUX nhá. Ok. Rồi. Cặp loa của chúng ta đây. Cặp loa trước mắt quý vị và các bạn đây. Cặp loa Vifa 6. Đây, tôi xem phía sau. Vifa 6. Với cái đây, cặp loa Vifa 6. Con này trở kháng 8 ohm và độ nhạy cũng bình thường 89 decibel và công suất mỗi loa 75W. Rất là chất. Đây, cầu loa có thông hơi phía dưới. Đấy. Cặp loa này có giá 5,5 triệu quý vị và các bạn nhé. 5,5 triệu một cặp loa. 5,5 triệu tương đương với một bộ dây loa thôi. Đấy, giá rất là rẻ. Đây, với cái kết cấu hai đường tiếng, một mid bass, một chép đo. Và thiết kế hơi ngược đời một chút là chép ở phía dưới và bass ở phía trên, hơi ngược đời một chút và kiểu dáng rất là hiện đại, những cái bao góc và kiểu dáng như này. Rồi, sẽ tiến hành test cho quý vị và các bạn nhé. Rồi, sẽ bật loa lên. Và chiếc âm ni này có giá 1,750 triệu, con loa có giá 5,5 triệu, giá vô cùng hấp dẫn. Và tôi xin phép test một đoạn nhạc theo yêu cầu cho anh em. Và nếu như quý vị muốn nghe những thể loại nhạc nhạc nhẹ, nhạc acoustic, nhạc vocal thì cái dòng loa Buxell đáp ứng rất là tốt cho quý vị và các bạn nhé. Độ chi tiết, độ trong sạch rất là tốt. Mình xin phép để bass để tăng giảm bass này. Giảm bass đi một chút này. Giảm bass đi này. Rồi tôi sẽ để bass ở 42 giờ. Đấy, chép này. Rồi giảm chép đi một chút. Giảm chép này. Tăng chép đây này. Rất là rõ ràng. Âm lượng tôi sẽ để ở mức và tuy là dòng Buxell nhưng mà bass của nó khá là ấm và chắc, quý vị có thể cảm nhận. Được. Và có thể để lên chân, rất là đẹp như này, cho lên chân này, kê lên kệ TV hoặc trên góc tủ. Ngoài ra tôi còn dòng Buxell nữa, đây là dòng củ loa của Dali, dòng này thì cao cấp hơn, giá trên 7 triệu một chút, hai đường tiếng.